cái bạn đó là nhà phân phối của chị nhưng mà là phân phối mới thôi. Xong rồi cái bạn thấy chị xanh á, xong rồi cái bạn mới nói ủa sao chị lớn tuổi mà chị xanh thì chị có sữa cho con bú. Cái chị mới nói thì đúng là nhờ chị uống wellness, tại vì cái đứa đầu hồi chị xanh là chị còn rất là trẻ, ba mấy tuổi mà chị không có sữa. 4 tháng mà con chị nó bỏ bú luôn rồi, con chị nó tắt sữa luôn. Còn chị sanh cái đứa sau này á là sữa về dồi dào mà sữa rất là tốt, và chị bắt ra chị để tủ đông luôn. Đó, bạn thấy chị chụp hình đăng lên mấy cái túi sữa đó. Cái bạn mới nói là em mới sanh 8 tháng rồi mà con em nó bú sữa rất là ít, tại vì lúc đầu mới có thôi chứ giờ là hết luôn rồi. Cái chị mới nói chị em có muốn không? Em muốn cho con bú sữa mẹ không? Thì em thử đi. Đó, cái bạn mới nói thì bản thân em là muốn con em muốn bú sữa mẹ chứ không muốn bú sữa ngoài. Xong rồi cái chị nói thì muốn thử đi, nếu mà có được thì tốt. Đó, cái là bạn mới mua, bạn uống có 2 hộp thôi. Là có sữa về, bạn phê với chị. Ôi, bạn phê với chị, bạn nói bạn mừng quá. Có sữa cho con bú mà đã sanh 8 tháng rồi. Mà có sữa mà chị nghe chị cũng mừng nữa, tại vì chị sợ là sanh lâu quá đó thì nó sẽ mất luôn. Cho nên mà chị mới kêu thử. Chị nói chị thử thôi, chị cũng dám chắc chắn là có. Nhưng mà bạn thử thì bạn có, và bạn còn dư sữa để bạn bắt, bạn để dành. Bắt để dành rồi xong rồi cái bạn làm da ua. Lấy sữa mẹ làm da ua cho cả nhà. Là uống Natural Balance Shake hay là Meal Replay? Không, cái bột Natural của mình á. Natural. Tại vì lúc đó chưa có Meal á. Meal mình mới ra đây thôi. Dạ. Đó là uống cái Natural không luôn á nha. Hay quá. Uống có 2 hộp thôi. 2 hộp là bắt đầu có sữa. Chị nói em muốn duy trì thì em muốn tiếp. Hay quá. Cho nên là chị thấy ai mà có bầu á, tại vì nói người ta là muốn có sữa tốt cho con bú, tại vì với con mình nó bú được cái sữa mẹ mà có wellness á, nó khỏe mạnh vô cùng luôn. Và chị thử nghiệm ở, đặc biệt là con chị đứa đầu á, hồi đó không có wellness, lúc đó chưa có wellness cho nên nó uống bệnh vặt bệnh hoài, bệnh 3 năm bởi chị, nên chị ngán thì không dám sanh nữa luôn là vậy á. Bởi cho nên tới bây giờ mà chị sanh đứa thứ hai, nhiều người nói sao để sanh muộn vậy đó, thì mình ngán, mình sợ luôn á. Sanh đứa sau thì khỏe vô cùng. Khỏe vô cùng luôn, không bệnh lặt vặt giống như con ta. Đó. Bởi vì chị gặp ai cũng vậy. Này quá, cảm ơn chị.